Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Mới đây, một tài khoản mạng xã hội ở Nhật đã đăng tải thông tin vạch trần sự thật về 200 du học sinh đang sống ở chùa mà nữ ca sĩ Thủy Tiên có ý định giúp đỡ. Cụ thể thông tin như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi. Ngay sau khi nữ ca sĩ Thủy Tiên hỏi ý kiến mọi người rằng có thể trích quỹ ủng hộ miền Trung cho một nhóm các du học sinh đang kẹt lại ở một ngôi chùa bên Nhật hay không, một tài khoản có tên là HTH đã đăng tải dòng trạng thái có nội dung như sau. Hầu như những người đang sống ở chùa là cư trú bất hợp pháp, trốn ra ngoài làm việc, nay đang đợi về nước. Lúc đầu cũng chỉ có khoảng 10 người, nhưng dần dần vì được ăn ở miễn phí không mất tiền nên kéo đến đây ngày một đông hơn. Mỗi tháng, chùa tốn khoảng 200 triệu để nuôi những người này. Theo như người đăng tải bài viết cho biết, số tiền của chùa là tiền tích góp hàng năm dùng để sắm sửa cơ sở vật chất trong chùa, các ngày lễ Tết mua hương khói, hoa quả cho những người Việt Nam đã mất bên Nhật, nay sử dụng hết để nuôi các thanh niên to cao khỏe mạnh, không làm mà vẫn có ăn. Ngoài ra, khi vào chùa để thắp hương cho bạn mình, tài khoản này còn viết rằng trong chùa có rất nhiều thanh niên từ 20 đến 30 tuổi, sức dài vai rộng, vẫn đeo đồng hồ đẹp, điện thoại iPhone 11 Plus XS Max, nhẫn vàng, đồng hồ đeo tay, vẫn đi du lịch, chụp hình hoa anh đào, đăng Facebook tự sướng nhưng lại tiêu tiền chùa, ăn tiền chùa, ở không mất tiền. Và rồi giờ muốn có người hỗ trợ mình về nước thì thật sự là không thể chấp nhận được. Hiện tại câu chuyện vẫn đang gây tranh cãi trên mạng xã hội. Ý kiến của các bạn như thế nào? Hãy để lại bên dưới phần bình luận cho kênh của chúng mình nhé. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi từ quý khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và theo dõi những tin tức mới nhất đến từ Binnews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.